Vậy cha này còn đấy nhau mà đóng cho bạn chiều không có hai trăm quả bản và Trang xin kính chào quý khách và hai họ anh chị em thân hữu xa gần. Chúng tôi xin được phép giới thiệu sơ qua về các vị trong gia tộc của hai cháu Bản và Trang. Hôm nay có sự hiện diện của cha bề trên giáo phận Long Xuyên và cũng là người trong gia đình của cháu Trang đã dâng thánh lễ và ban phép bí tích hôn phối cho hai cháu, và giờ đây chúng con cũng được phép tiếp đón cha bề trên và cha xứ Tân Chu tại gia đình. Được.
bà cụ nội. Và bà cụ ngoại của cháu bạn. Đây là bà cụ nội. Bà cụ ngoại của cháu Trang. Hai cháu rồi. Bây giờ đến thân mẫu của hai cháu. Ông bà Trần Văn Lộ, ông bà Nguyễn Triều Dương. Bây giờ xin mời hai cha đứng đằng trước cửa này để tập trung lại hai cha. Ấy thôi nhỉ. Thôi nó phải vặt lại không mê không chịu cả mày. Ấy bữa nay này. Vỗ tay chào mừng hả? Thank you.